Xin chào quý vị và các bạn. Ngay từ chiều nay, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ đã có sự thay đổi thời tiết. Thay vì nắng ấm, bầu trời đã chuyển nhiều mây và âm u hơn. Dự báo tình trạng này kết hợp với mưa nhỏ sẽ còn duy trì trong suốt cả ngày Chủ nhật cuối tuần. Sự thay đổi này là do không khí lạnh đã bước vào chu trình suy yếu và lệch dần ra phía biển, tạo điều kiện cho gió đông ẩm được thổi vào. Cùng với đó, hội tụ gió trên cao cũng duy trì khiến cho mây ẩm, mưa và sương mù xuất hiện nhiều nơi. Nền nhiệt đêm nay duy trì ở mức thấp từ 15 đến 17 độ, vùng núi là từ 13 đến 15 độ. Sang ngày mai do trời nhiều mây âm u gần như suốt cả ngày, cộng thêm là độ ẩm trong không khí lại cao. Vì thế nhiệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chỉ từ 19 cho tới 22 độ, cảm giác rét hơn hẳn. Trong khi đó khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có nắng nên nhiệt độ sẽ duy trì cao hơn. Với Trung Bộ mưa vẫn rải rác vài nơi khiến thời tiết duy trì rét nhẹ tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Mức nhiệt ngày mai từ 21 đến 24 độ. Trời se lạnh ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Quảng Ngãi, mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Chỉ có khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, thời tiết sẽ tốt hơn cả. Trời nắng tạnh ráo, mức nhiệt từ 28 đến 30 độ. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng sớm trong ngày với nhiệt độ cao nhất. Ngày mai ở Tây Nguyên trong ngưỡng 27 đến 29 độ, một số nơi thì có thể cao hơn. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ngày cao 32 đến 33 độ, thậm chí là 34 độ, tạo ra cảm giác nóng nhẹ về trưa và chiều. Còn tại khu vực miền Tây, thời tiết ôn hòa, mức nhiệt từ 31 đến 32 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 5. Riêng khu vực Đông Bắc đêm nay còn có lúc gió mạnh cấp 6. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Mưa dông cũng giảm còn vài nơi, thời tiết duy trì thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 8 tháng 1 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.